Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh từ nay trở đi có thể phần nào yên tâm khi bước chân ra đường, vì bắt đầu từ hôm nay, hàng trăm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã được tăng cường trực tiếp ra quân trấn áp tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm đường phố. Ngoài các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phản ứng nhanh, lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự đặc nhiệm hóa trang mật phục sẽ phối hợp chốt chặn tuần tra phòng chống tội phạm 24/24 giờ trên các tuyến địa bàn khu vực trọng điểm với mục tiêu kéo giảm tình hình tội phạm trong 3 tháng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Được biết, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông có nhiệm vụ chính là xử lý vi phạm giao thông thì các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự đặc nhiệm và cơ động chỉ tập trung nhiệm vụ phòng chống tội phạm, không tham gia xử lý các vụ việc khác. Vâng, nhìn hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ trong lễ ra quân vừa rồi thì hẳn nhiều người sẽ liên tưởng tới đội SBC huyền thoại của đất Sài Gòn xưa. Còn nhớ vào những năm cuối thập niên 70 thì tình hình ở Sài Gòn hết sức là rối ren và những băng nhóm giang hồ tồn tại lâu cùng với những tên tội phạm khét tiếng thì đã gây ra đến 45.000 vụ án hình sự khác nhau, thậm chí là cứ 40 phút thì lại xảy ra một vụ cướp. Và lúc đó thì lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất là phải thành lập ra một đội chống cướp tinh nhuệ để trấn áp, và từ đó thì có rất nhiều những tên tuổi các chiến sĩ săn bắt cướp hay là còn biết đến với tên gọi SBC nổi tiếng là khắc tinh của những tên tội phạm như là chúng ta biết đến đại úy Hai Thành hay là đại tá Lý Đại Bàng. Vâng, nói đến cái tên Lý Đại Bàng thì tôi lại nhớ đến ông từng được xem như là một huyền thoại về cảnh sát săn bắt cướp. Ông đã trực tiếp phá hơn 300 ổ tội phạm và bắt giữ hơn 400 đối tượng giang hồ. Đó là chưa tính đến hàng trăm lần chinh chiến cùng đồng đội. Và đến tận bây giờ thì người dân Sài Gòn vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của ông khi một mình với một chiếc xe Honda đi bắt cướp. Vâng, và một trong những chiến công của ông mà người ta hay nhắc đến đó là vụ bắt gọn hai tên cướp dùng súng là Trần Anh và Vũ Cường, khi hai tên cướp khét tiếng này ngày đó thì đã trốn khỏi nơi giam giữ. Và Lý Đại Bàng thì đã mất cả ngày đêm lùng sục tìm ra bọn cướp thì khi đó đã cư ngụ tại Tân Bình. Ông đơn phương độc mã mai phục trong đêm và gần sáng thì lợi dụng lúc Trần Anh ra ngoài đóng cửa thì ông đã lao vào nhà và bắt gọn hắn. Và ông quật ngã tên cướp gọn gàng dưới đất, thu gọn hai khẩu súng là K54 và rulo đã lề đạn. Những chiến sĩ trong đội SBC thời đó thì ẩn mặt nhưng luôn luôn kịp thời xuất hiện nơi có bọn cướp. Và với những trang phục bình thường thì họ thoát ẩn, thoát hiện trên đường phố. Người dân chỉ kịp nhìn thấy những tên cướp hung hãn bỗng dưng bị những chàng trai bình thường đánh hạ. Họ đã xả thân che chắn đạn, ôm những em nhỏ và hứng chịu những mảnh lựu đạn của bọn cướp để em bé được an toàn. Và khi giải quyết xong bọn cướp trên đường thì họ lại biến mất. Những câu chuyện xúc động lòng người về đội SBC vẫn còn vang vọng mãi cho tới tận ngày nay. Vâng, mặc dù đó là những hình ảnh rất đẹp, nhưng chúng ta không ai hy vọng là phải chứng kiến lại những hình ảnh đó nữa. Bởi một thành phố, một xã hội yên bình thì sẽ rất ít phải dùng đến các lực lượng cảnh sát hay đặc nhiệm.